Chào mừng quý vị đã quay trở lại với số phát sóng tiếp theo trên Đại Gia Shop ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay Thu Hà mong muốn mang đến cho quý vị một bộ sản phẩm với một cái chất lượng hoàn toàn và cùng với đó là mức giá vô cùng hấp dẫn quý vị nha. Nếu như quý vị thường nghe cái bộ sản phẩm đó là dòm dây thắt lưng nè và ví da, mức giá thường là 699.000 đồng, 599.000 đồng ở Đại Gia Shop hoặc bất kỳ kênh nào khác. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị mức giá là mức giá sỉ quý vị nha. Sở hữu ngay cho mình đó là 2 ví da và 2 dây thắt lưng da đến từ thương hiệu Giang Huy, mức giá vô cùng hấp dẫn 399.000 đồng. Và chưa dừng lại ở đâu quý vị nha, quý vị mua hàng đặc biệt trong khung thời gian đang phát sóng còn được tặng kèm theo cho mình đó sẽ là một chiếc túi xách thời trang cao cấp, chất liệu là chất liệu PU mềm mại quý vị ạ. Và chỉ có 20 khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm này đặt hàng trong khung giờ đang phát sóng của chúng tôi, nhanh tay nhấc máy gọi về cho số tổng đài quen thuộc của Ajay Shop. À, và kính thưa quý vị, đây là chương trình bán hàng vô cùng siêu khuyến mãi với giá sỉ dành cho quý vị luôn. Xin được nhấn mạnh lại một lần nữa là chỉ 20 quý vị khách hàng chúng ta đặt hàng đầu tiên thì mới nhận được quà tặng vô cùng hấp dẫn của chúng tôi. Và hơn hết là mức giá thì vô cùng ưu đãi 399.000 đồng. Mình cùng nhìn lại để xem là mình sẽ được sở hữu những gì quý vị nha. 399.000 đồng mình có là 2 thắt lưng da cao cấp nè, được làm bằng chất liệu là da bò thật 100%. 2 ví da cũng được làm bằng chất liệu da bò thật 100%. Thêm một phần quà tặng nữa, đó chính là một chiếc túi xách được làm bằng chất liệu là da PU quý vị nha. Rất mềm, rất thời trang, phù hợp với nhiều những đối tượng khác nhau. Các bạn nữ thì cũng có thể dùng để đựng mỹ phẩm nè, còn các bạn nam của chúng ta cũng có thể dùng để đựng điện thoại, iPad, vô cùng là thuận tiện luôn. Và đặc biệt hơn là với một cái màu nâu như vậy, mình có thể dễ dàng kết hợp với nhiều những cái loại trang phục khác nhau. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thương hiệu Gia Huy là một trong những thương hiệu như thế nào mà đã tạo được tiếng vang và uy tín trên thị trường hiện nay. Chúng tôi đã có giấy chứng nhận, đó chính là giấy chứng nhận công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Gia Huy đã được đạt được top 10 thương hiệu nhãn hiệu độc quyền uy tín tại Việt Nam năm 2017 và cũng có cúp chứng nhận top 10 quý vị nha. Cho nên là những sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị trong ngày hôm nay là những sản phẩm đặc biệt là chất lượng, hàng Việt Nam chất lượng cao đến từ một thương hiệu uy tín. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng khám phá sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là thắt lưng, một trong những phụ kiện không thể thiếu dành cho các cánh mày râu. Đối với những thế hệ thắt lưng trước đây thì quý vị chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đó chính là ở hai cái mép thắt lưng đó quý vị, thường thường là chúng ta thấy là được đính keo. Tuy nhiên với cái phương pháp này thì trong một khoảng thời gian mà chúng ta sử dụng thì hai cái phần da cũng như là cái phần mép này nó sẽ bị bong ra, bởi vì cái lớp keo này nó bị trầy xước và bong tróc quý vị nha. Đây quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy không ạ? Đây dễ dàng nhìn thấy, trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi thì hai cái mép da này cũng như keo nó bị tác động, bị oxy hóa, thậm chí là bị mồ hôi, hoặc thậm chí mình đi mưa bị nước nó sẽ bị bong tróc ra. Như vậy sản phẩm của chúng ta không còn bền đẹp nữa, không còn mang tính thẩm mỹ nữa. Còn đối với thương hiệu Gia Huy thì sao? Gia Huy thì sẽ có một trong những lợi thế vô cùng đặc biệt, đó chính là tất cả quý vị chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là ở trên cái phần thân dây nịt thì chúng tôi thấy là có hai cái đường chỉ may trần như thế này, trần một lớp may rất là tinh tế với những đường chỉ may rất là sắc sảo, và đặc biệt hơn là chất lượng của chỉ may thì vô cùng là chắc chắn luôn, cho nên là tạo được một cái sự tinh tế cũng như là giúp cho cái sợi thắt lưng của chúng ta được bền theo thời gian quý vị nha. Rồi thêm vào đó nữa, một trong những điều rất đặc biệt mà Thanh Tú muốn tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá ngay bây giờ đó chính là cái phần mép dây nịt đó quý vị. Mép dây nịt thì ngoài cái việc là đường được may hai cái đường may chắc chắn như này thì cũng được trần thêm một cái lớp keo nữa. Đây một cái lớp keo rất là chắc chắn bên ngoài và không có bị trầy xước nha quý vị nha, một lớp keo vô cùng là cao cấp luôn. Thậm chí là Thanh Tú dùng cái phần móng tay của mình cào lên nè quý vị ạ. Đó không có bị trầy xước và cũng không có bị bong tróc ra luôn nha. Cho nên là mình hoàn toàn yên tâm. Và với thiết kế cũng như là dập vân cá sấu như thế này tạo nên được một cái sự khỏe khoắn, cá tính cho người sử dụng. Mình có thể kết hợp quần tây áo sơ mi, quần jean áo thun thì cũng vô cùng là phù hợp luôn. Thêm vào đó nữa quý vị thấy không ạ, ở phần đầu dây nịt thì chúng ta có là một cái hình điểm nhấn, đó chính là một chú cá sấu tượng trưng cho một cái điều gì đó rất là quyền lực, rất là nam tính và đầy cá tính đúng không ạ? Đầy sự mạnh mẽ luôn. Khi mà Thanh Tú mang cái sợi dây nịt vào trong cái phần lưng quần của mình đó, đối với những cái sợi dây nịt thông thường thì quý vị thường thấy là cái phần đuôi thừa đó thì mình phải để ở phía bên ngoài, rồi mình chồng vào ở phía ngoài, rồi mình phải nhét vào trong cái con đĩa. Tuy nhiên là ngày hôm nay với một cái thiết kế móc như thế này thì cái phần dây thừa đó mình được giấu bên trong luôn, tạo nên một cái tính thẩm mỹ vô cùng là hoàn thiện luôn đó. Mình ôm trọn vào trong cái vòng hai của mình như thế này quý vị nha. Cho nên là
đeo dây nịt như thế này, đeo thắt lưng như thế này cảm thấy vô cùng thoải mái và tự tin luôn quý vị ạ. Cũng xin được nhắc lại với tất cả quý vị, một đơn hàng 399 ngàn, mình có tổng cộng là 2 sợi dây nịt, một màu nâu và một màu đen, rồi 2 cái ví da, một màu nâu một màu đen, và được tặng kèm thêm nữa là một chiếc túi xách da với chất liệu là BU nha quý vị nha. Cho nên là mình phải nhanh tay đặt hàng ngay bây giờ quý vị ơi, chỉ có 20 đơn hàng đặt hàng trước tiên mới nhận được ưu đãi này mà thôi. Cho nên là hãy đặt hàng quý vị ơi, số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình rồi đấy ạ. Ngay bây giờ mua sắm trong chương trình bán hàng với giá sỉ duy nhất tại AZ Shop, sản phẩm ví da và dây nịt da bò cao cấp Gia Huy, 5 sản phẩm chất lượng giá sỉ chỉ với 399 ngàn đồng. Quý khách hàng có ngay 2 bộ thắt lưng da bò dập nổi vân cá sấu, 2 màu nâu và đen thời trang, khóa móc siêu chắc chắn, 2 bộ ví bóp da bò chất lượng, 2 kiểu ví ngang và ví kiểu đứng, họa tiết dập vân cá sấu, 2 màu sắc nâu và đen dễ dàng thay đổi theo mọi gu thời trang. Hãy gọi ngay, đặt hàng sớm nhất sẽ được tặng kèm ngay một chiếc túi xách thời trang, chất liệu da BU mềm mại, phù hợp cho cả nam và nữ sử dụng. Vâng, nghe những chia sẻ của Thanh Tú thì Thu Hà nghĩ rằng cô Thanh Tú rất là thích thú với bộ sản phẩm ngày hôm nay. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu quý vị nha. Ngày hôm nay Thu Hà còn muốn giới thiệu đến cho quý vị đó là kết quả chứng nhận của viện nghiên cứu da dày Trung tâm Phân tích và Công nghệ Môi trường. Đó là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang da Gia Huy. Vật liệu mặt trên và mặt dưới của bộ sản phẩm thắt lưng và ví da là da bò thật 100% quý vị nha. Da bò thật 100% luôn. Vì vậy quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Quý vị thân mến, và với bộ sản phẩm ngày hôm nay đó, quý vị sẽ được sở hữu ngay cho mình 2 chiếc thắt lưng da và 2 chiếc ví da quý vị nha. Với 2 chiếc thắt lưng và 2 chiếc ví da, chúng tôi sẽ có 2 màu sắc để quý vị có thể dễ dàng lựa chọn và kết hợp với bộ trang phục của mình. Đó là màu nâu và màu đen. Chiếc ví da chúng ta có 2 kiểu dáng, đó là kiểu dáng đứng và một kiểu dáng ngang. Chúc quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc ví da kiểu dáng đứng quý vị nha. Màu thiết kế đây, màu đen rất là lịch lãm và dễ dàng sử dụng. Có rất là nhiều ngăn bên trong luôn nha. Chưa kể với chiếc ví da này, chúng ta có một cái ngăn dây kéo nữa quý vị. Dễ dàng đựng những cái chiếc giấy tờ hoặc là những cái giá trị tiền khác nhau. Và bên cạnh đó chúng ta có nhiều ngăn nhỏ ở phía ngoài, chúng ta dễ dàng là đựng những cái như thẻ ATM nè, bằng lái xe hay là những cái giấy chứng nhận xe nữa, đúng không anh Tú? À, chưa kể có một cái ngăn mà chúng ta có lớp nhựa trong như thế này, chúng ta dễ dàng để những cái tấm hình của người thân và người yêu của mình nha, trong chiếc ví này luôn quý vị nha. Và chưa kể là Thu Hà cảm nhận được rằng với cái chiếc ví đứng như thế này, chị em phụ nữ của chúng ta cũng có thể là dễ dàng sử dụng và rất là phù hợp. Vì sao ạ? Chất liệu đây, chất liệu rất là mềm mại luôn nha, tạo ra một cái cảm giác chắc chắn nhưng mà không hề bị khô cứng chút nào các chị em ạ. Và chắc chắn là Thu Hà sẽ sở hữu ngay cho mình một chiếc ví như thế này. Chưa dừng lại ở đâu quý vị ạ, chúng ta còn có một cái chiếc ví, đó là chiếc ví với thiết kế ngang quý vị ạ. Màu nâu rất là sang trọng, bên trong cũng chứa rất là nhiều ngăn, đầy rất là nhiều ngăn nhỏ bên trong. Và cũng có sợi dây kéo như thế này, cũng có ngăn dây kéo như thế này quý vị ạ. Đó, rồi phía ngoài rất là nhiều ngăn, đến thử quý vị nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ngăn nhỏ ở ngoài và tới là 3 ngăn nhỏ bên trong quý vị ơi. Chỉ với một chiếc ví như thế này thôi mà chúng ta có tới là 10 ngăn để chúng ta có thể là để được rất nhiều vật dụng giá trị cần thiết ngay chính với chiếc ví ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến cho quý vị. Mức giá Thu Hà xin được nhắc lại 399 ngàn đồng, 2 chiếc ví da, 2 chiếc thắt lưng da, màu sắc đó là màu nâu và màu đen. Chưa dừng lại ở đó, trong khung giờ đặc biệt đang phát sóng, quý vị còn được tặng kèm thêm cho mình đó sẽ là một chiếc túi thời trang với chất liệu là BU mềm mại cao cấp quý vị ạ. Nhấc máy gọi về cho số tổng đài quen thuộc của chúng tôi đang hiển thị trên màn hình. Wow, một cơ hội mua sắm vô cùng tuyệt vời, mà cho dù là thiết kế ở kiểu dáng là ví đứng hay là ví ngang thì cái kích thước của nó vẫn là kích thước chuẩn và phù hợp với nhiều những cái dạng túi quần khác nhau, mà không chỉ nam giới chúng tôi sử dụng được đâu, mà các chị em phụ nữ của chúng ta sử dụng thì cũng vô cùng là cá tính và tiện lợi luôn. Một số quý vị khách hàng chúng ta đang thắc mắc là liệu rằng sản phẩm ngày hôm nay nó mang tính thời trang, nó đẹp rồi, nó thiết kế nó đa dụng rồi, và về chất lượng là chất lượng da của nó có phải là da thật, là da bò thật 100% hay không? Ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị đừng rời khỏi màn hình nha. Thanh Tú sẽ cùng thí nghiệm cho quý vị ngay bây giờ. Bây giờ đây Thanh Tú sẽ tiến hành là đốt chiếc ví này quý vị nha. Bây giờ đây 1, 2, 3, hơn nè.
Đó, quý vị thấy không ạ? Thanh Tú tiến hành hơ trực tiếp lên trên chiếc ví của chúng ta luôn. Đây, không có bất kỳ một cái sự nhăn nhúm hay là bị biến dạng nào. Và thậm chí đối với những cái chiếc ví da thông thường đó quý vị, với một cái ngọn lửa như thế này đó là bắt đầu là nó đã bắt lửa rồi. Đúng rồi, thậm chí là bùng cháy lên ngay lập tức, đúng không nào? Còn tuy nhiên, hơ từ nãy đến giờ nào quý vị thấy không ạ? Thậm chí là Thanh Tú dùng tay của mình nè. Đó, wow, nóng quá, hơi nóng một chút xíu tại vì hơ lâu quá. À, đó quý vị thấy không ạ, trong một khoảng thời gian rất là dài Thanh Tú tiến hành hơ tới hơ lui đốt lên trên cái phần bật lửa như vậy mà cái chiếc ví của chúng ta vẫn giữ nguyên được hình dáng ban đầu, không có bị bốc cháy giống như là những cái loại ví ở ngoài thị trường hiện nay. Cho nên là quý vị chúng ta hoàn toàn yên tâm với cái thí nghiệm này, thì chắc chắn là quý vị chúng ta đã cảm thấy vô cùng tự tin khi mà chúng ta gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi rồi, đúng không ạ? Chỉ có trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay quý vị mới được sở hữu tận là 5 sản phẩm mà chỉ có mức giá là 399.000 đồng mà thôi. Đó, mình sở hữu ngay ví da, mình còn được tặng kèm theo đó chính là một chiếc túi da. Mình mang, mình đi chơi với bạn bè, mình đi học cũng rất là thuận tiện quý vị nha. Đó, tông thì tông luôn là thắt lưng thì màu nâu, ví da thì cũng là màu nâu, và túi đeo thì cũng là màu nâu, giày thì màu nâu nữa quý vị nha. Tông thì tông, đi ra ngoài đường cảm thấy vô cùng là tự tin và cá tính luôn. Cho nên là mình hoàn toàn yên tâm, mình bỏ túi trước, mình bỏ túi sau thì cũng vô cùng là thuận tiện và dễ dàng. Nó không có gây bị cảm giác khó chịu, không có bị khô cứng, cũng không có cảm giác là bị gù lên khi mà chúng ta ngồi hoặc là di chuyển, ngồi trên xe hoặc là di chuyển cũng như là chúng ta ngồi ở vào trong cái khu vực bàn làm việc của mình chẳng hạn như vậy. Cho nên là quý vị chúng ta hoàn toàn yên tâm nha quý vị nha. Số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành toàn quốc, và đặc biệt hơn là sản phẩm ngày hôm nay sẽ bảo hành trong khoảng thời gian là 12 tháng 1 đổi 1 nếu như quý vị chúng ta phát hiện ra lỗi từ nhà sản xuất. Như vậy đã đủ cơ sở để quý vị chúng ta đặt hàng chứ ạ? Nếu đủ rồi thì đặt hàng đi quý vị ơi. Ví da và dây nịt Gia Huy, top 10 thương hiệu thời trang da bò uy tín tại Việt Nam, luôn đi đầu về hàng chất lượng với giá sỉ cạnh tranh nhất. Ra mắt bộ sản phẩm mới nhất năm nay, cơ hội sở hữu trọn bộ 5 sản phẩm ví da và dây nịt, mức giá sỉ không thể hấp dẫn hơn chỉ với 399.000 đồng. Ví da chất liệu da bò nguyên chất, kích thước phù hợp, đựng mọi giấy tờ tùy thân, có nhiều ngăn tiện dụng, có khóa kéo bên trong để cất giữ an toàn hơn, họa tiết vân cá sấu vô cùng đẹp mắt. Hôm nay không chỉ sở hữu một mà là đến hai chiếc ví, hai kiểu dáng khác nhau quý vị nha. Hai màu nâu và đen phù hợp với nhiều cá tính khác nhau. Hai bộ dây nịt da bò Gia Huy, gia công ép 3 lớp, có đường may viền chắc chắn, không lo bung keo hay gặp gãy. Kích thước phù hợp với phòng bụng lớn và nhỏ khác nhau, cải tiến khóa móc tiện lợi, thời trang hơn, chắc chắn hơn. Ví da và dây nịt Gia Huy, sản phẩm chất lượng sử dụng bền lâu. Quý vị nào mà chúng ta đã đặt hàng rồi thì xin được chúc mừng cho quý vị đã nắm bắt ngay một cái cơ hội mua sắm vô cùng ưu đãi trong chương trình ngày hôm nay. Còn nếu như quý vị nào mà hơi nghi ngờ một chút xíu là liệu rằng những cái thí nghiệm vừa rồi chưa đủ thuyết phục quý vị để có thể đặt hàng thì ngay bây giờ đừng rời khỏi màn hình quý vị ơi, Thanh Tú sẽ có ngay một thí nghiệm tiếp theo để giúp cho quý vị chúng ta cảm nhận rõ nét hơn quý vị nha. Đây, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc xích đu này không phải mắc bằng dây thừng mà là được mắc bằng đó chính là dây nịt hay còn gọi là thắt lưng đến từ thương hiệu Gia Huy. Đây quý vị có thể thấy không ạ? Thu Hà ngồi rất là thoải mái, rất là tự tin và không sợ bị té ngã. Bởi vì sao? Đây là chất liệu da bò thật 100%. Rồi thêm vào đó nữa quý vị thấy không ạ? Cái phần đầu dây nịt của chúng ta nè, phần đầu dây nịt trong quý vị nha, được làm bằng chất liệu cao cấp, và thêm vào đó nữa là một cái móc khóa phía bên trong. Đây, một cái móc khóa phía bên trong. Đó, cố định rất là chắc chắn như thế này đây. Cố định vô cùng chắc chắn, với trọng lượng của Thu Hà thì không hề hấn gì quý vị nha. Đúng đó rồi. Ở phía bên ngoài thì sao ạ? Cho dù là với một cái độ căng như thế này đây, cái độ chịu lực rất là tốt, nhưng mà sợi thắt lưng của chúng ta không bị giãn, không bị biến dạng và giữ được cái form dáng. Như vậy mình hoàn toàn tự tin thì sản phẩm của chúng ta sử dụng được trong một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí là Thu Hà bây giờ mình đưa giống như đưa bóng xe như thế nào nha. Đó, quý vị ơi, vẫn còn ngồi vô cùng đúng là rồi. Tự tin và lỗi lái luôn, đúng không nào? Thưa quý vị, chúng tôi cam kết rằng đối với những cái sợi thắt lưng hay là những cái sợi dây nịt thông thường đó quý vị không thể nào làm được cái thí nghiệm giống như chúng tôi đang được trình chiếu cho quý vị trên TV. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là chất liệu sinoly hoặc là chất liệu da gọi là da tổng hợp mà nó bị trôi nổi trên thị trường đó quý vị. Cho nên là không đảm bảo được cái độ chắc chắn, độ bền cao giống như là da bò thật 100%. Như vậy thì quý vị chúng ta hoàn toàn yên tâm. Thu Hà có thể cho Thanh Tú cảm nhận rõ hơn về cái chất lượng của sản phẩm ngày hôm nay đó. Anh ngồi thử nha. Quý
vị thân mến, và với bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng ta đang làm với thí nghiệm với hai chiếc thắt lưng luôn. Hồi nãy với cái trọng lượng của Thu Hà đó tầm khoảng là từ 53-54 kg, anh Tú là 75 kg. Ồ, 75 kg quý vị thân mến, với 75 kg trọng lượng của anh Tú nhưng mà chúng ta được cố định với hai chiếc sợi dây nịt vẫn không hề hứng gì quý vị nha. Vẫn rất là chắc chắn luôn đó. Anh Tú còn phải đông đưa như một chiếc xích đu không thường nữa. Và thưa quý vị, với trọng lượng cơ thể của Thanh Tú là 75 kg mà ngồi trên một cái chiếc xích đu được cố định bằng hai đầu là hai cái sợi dây nịt của thương hiệu Gia Huy thì cảm thấy vô cùng là tự tin luôn. Bởi vì sao ? Bởi vì nó rất là chắc chắn, mình không bị té ngã, không bị đứt giữa chừng, đúng không nào? Và thưa quý vị, với cái thí nghiệm vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị chúng ta không thể nào tin được là ngày hôm nay trên Aesop Shop mang lại cho quý vị một trong những sản phẩm vô cùng chất lượng đến từ một thương hiệu nằm trong top 10 thương hiệu thời trang uy tín nhất hiện nay vào năm 2017, được các cơ quan chứng nhận. Như vậy thì chúng ta thấy là mình cảm thấy vô cùng là tự tin, vô cùng là thoải mái khi đặt hàng rồi, đúng không nào? Số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình chúng tôi xin được nhắc lại, 399.000 đồng. Mình có ngay hai chiếc ví da quý vị nha, hai chiếc ví da, một nâu một đen, kiểu dáng là có thể là kiểu dáng đứng hoặc là kiểu dáng ngang đó. Rồi mình có thêm là hai sợi dây nịt nữa với thiết kế vô cùng là cá tính luôn, màu nâu và màu đen luôn quý vị ạ. Được tặng kèm thêm nữa là một chiếc túi xách. Wow, một chiếc túi xách rất là nhỏ gọn, mình có thể đựng iPad, đựng điện thoại, đựng cục sạc dự phòng, rồi mình có thể là đựng những cái hộp phấn hay là những khởi son của các chị em phụ nữ. Và đặc biệt với màu cái màu nâu da như thế này đó, mình dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Như vậy hãy nhanh tay đặt hàng quý vị ơi, 399.000 đồng, không đâu rẻ hơn, không đâu hấp dẫn hơn và không đâu tuyệt vời hơn, chỉ có trên Aesop Shop mà thôi. Nhấc máy gọi về cho số tổng đài quen thuộc của chúng tôi đi, 399.000 đồng, sở hữu cả bộ sản phẩm. Quý vị có thể mua bộ sản phẩm này dành cho là ông xã của mình nè, cho ba của mình hay là cho con trai của mình. Hoặc bên cạnh đó quý vị cũng có thể là đây là bộ sản phẩm để tặng cho những người thân yêu trong những dịp đặc biệt, sinh nhật hay là những dịp mà như là ngày lễ kỷ niệm của gia đình thì sao, đúng không nào? 399.000 đồng là thôi sở hữu cả bộ sản phẩm luôn quý vị ơi. Thời gian đang dần trôi qua rồi ạ. Và thưa quý vị, trước khi nói lời chia tay với tất cả quý vị, chúng tôi muốn tất cả quý vị nhanh tay đặt hàng quý vị ơi, nhanh tay đặt hàng ngay bây giờ. Bởi vì sao ? Bởi vì quà tặng ngày hôm nay vô cùng là có giá trị luôn. Nếu như mà ở ngoài thị trường đó, chắc chắn quý vị mua một chiếc túi da như thế này thì mình cũng phải mất hơn 100.000 rồi. Mà đặc biệt hơn là đối với cái mức chi phí như vậy á thì không biết là sử dụng trong vòng bao lâu. Tuy nhiên ngày hôm nay quý vị thấy không ạ? Với cái phần quà tặng vô cùng hấp dẫn nè, được làm bằng chất liệu là da PU quý vị nha. Đó, có nhiều ngăn nè. Đó, cái này mình có thể đựng một vài cây viết hoặc là một cái cuốn sổ nhỏ. Đôi khi mình bỏ cục sạc dự phòng hay là dây sạc điện thoại nè, tay nghe chẳng hạn như vậy. Rồi phía bên trong là mình đựng rất là nhiều những vật dụng khác như là iPad, hoặc là thậm chí là mình bỏ những cái vật dụng mà mình đi đâu đâu đó, gần đi cà phê với bạn bè thì cũng vô cùng là phù hợp luôn. Thêm vào đó quý vị thấy không ạ? Quà tặng nhưng mà những cái đường may rất là sắc sảo, rất là chắc chắn luôn. Cho nên là hãy nhanh tay đặt hàng quý vị ơi. Chúng tôi mong muốn níu kéo một khoảng thời gian rất ngắn nữa để quý vị có thể đặt hàng thôi, chứ không có lý do nào khác hết ạ. Cho nên là ngay lúc này đây chúng tôi cũng xin rất tiếc nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị và chúc mừng cho quý vị khán giả nào đã đặt hàng thành công. Ngay bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngay bây giờ mua sắm trong chương trình bán hàng với giá sỉ duy nhất tại Aesop Shop, sản phẩm ví da và dây nịt da bò cao cấp Gia Huy, 5 sản phẩm chất lượng giá sỉ chỉ với 399.000 đồng. Quý khách hàng có ngay hai bộ thắt lưng da bò dập nổi vân cá sấu, hai màu nâu và đen thời trang, khóa móc siêu chắc chắn, hai bộ ví bóp da bò chất lượng, hai kiểu ví ngang và ví kiểu đứng, họa tiết dập vân cá sấu, hai màu sắc nâu và đen dễ dàng thay đổi theo mọi gu thời trang. Hãy gọi ngay, đặt hàng sớm nhất sẽ được tặng kèm ngay một chiếc túi xách thời trang, chất liệu da PU mềm mại, phù hợp cho cả nam và nữ sử dụng.